Xin chào các bạn, mình là Huy, mình đến từ USA365, một đơn hàng từ Mỹ cũng như Beauty365. Và trên tay mình đang là một cái thùng hàng mình vừa mới nhận được. Đó là thùng hàng giày của một bên chuyên order giày về cho khách hàng tại Việt Nam. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là nhập hàng giày dép hay là cũng có thể mở rộng ra là một số sản phẩm như mỹ phẩm hay thực phẩm chức năng khác thì chúng ta cần chú ý những gì. Thì những cái chú ý trong mình, ngoài cái chuyện mà hàng xịn, hàng chuẩn ra, thì chúng ta có hai cái thứ mà các bạn rất là quan tâm đến, đó là cái chuyện mà mua như thế nào thì và chuyển về Việt Nam như thế nào. Bởi vì cái hai cái công đoạn này là thật ra là tách nhau ra. Nếu các bạn là những người mua lẻ mình không nói, nhưng nếu các bạn là những người mua ví dụ như rất là nhiều như này và để trả khách liên tục khi các bạn bán những cái hàng order tại Việt Nam, thì chúng ta phân ra. Bây giờ mình sẽ mở qua cho các bạn này. Ví dụ nếu mà các bạn có một cái bên mà đóng hàng, chuyển hàng về Việt Nam cho các bạn, thì các bạn phải để ý. Ví dụ những cái sản phẩm giày dép này nó còn đỡ hỏng, chứ còn những cái mỹ phẩm thì nó rất là dễ hỏng. Và chúng ta phải để ý cái chuyện mà đóng này. Ví dụ đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy cái túi của mình này, nó còn kèm thêm cả những cái thứ như này này, các bạn thấy không? Thì khi mà bên mình đóng lại như này, đây đóng lại như này, thì sẽ rất là kín mà nó, cái hộp nó không bị lung lay và lắc đó. Thì các bạn có thể yên tâm phần nào khi mà đóng, hoặc là cái những cái hộp giày các bạn có thể phải đóng nha, cái buộc vào nha để nó cũng không lắc này. Đấy. Đây có mấy cái giày đây, mỗi một cái giày này mình cũng không nhớ nặng bao nhiêu cân. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn là như mình đã nói ấy, hai cái đó là mua và chuyển hàng. Thì mua là bên mình là bên chuyên mua, thì các bạn có thể tự mua hoặc là nhờ các bên chuyên mua. Nếu các bạn tự mua thì tỷ lệ đơn hàng các bạn thành công không cao, hay là vì các bạn không phải là nghề và cả đôi lúc các bạn không biết mua, thì các bạn có thể liên hệ với USA365, order hàng từ Mỹ, hay là Beauty365, hoặc là những trang như eBay365 hay Amazon365, tùy cái website bạn cần mua thì các bạn có thể liên hệ với bên mình. Bên mình thì sẽ mua hộ cho các bạn đó. Thì có một đặc điểm là bên mình mua hộ khác những bên khác, là bên mình là tỷ giá là khá là tốt. Và khi các bạn có đơn hàng gửi cho bên mình, thì nếu các bạn gửi sớm thì thường bên mình sẽ xử lý đơn hàng trong ngày ngay cho các bạn. Thì nếu cái sản phẩm đó mà đang đợt giá giảm giá, ví dụ giảm giá chỉ còn có 12 tiếng ấy, thì bên mình sẽ cố gắng là mua luôn ngay cho các bạn. Thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là không lo lắng về cái chuyện mà bên mình không mua được. Bởi vì khi mà các bạn đã đưa đơn cho bên mình là gần như là khách hàng các bạn đã yêu cầu rồi, đúng không? Đó, thì gần như là tỷ lệ là bên mình là mua là gần như là tỷ lệ là mình có thể nói là, tại vì bên mình có cả người nhà bên Mỹ cũng như là các bạn chuyên mua, thế nên tỷ lệ là rất là cao, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ hai đó là đấy, mình quên mất không bảo các bạn là bên mình thường mua sau đó là cũng rất là nhanh, sau đó là nửa ngày. Nếu các bạn mà không quá vội thì sau 1-2 hôm bên mình cũng có thể mua cho các bạn cũng được. Và thứ hai đó là cái chuyện mà đầu tiên là mua, thì các bạn có thể liên hệ với bên mình để mua ổn nhất, tốt nhất và nhanh, cũng như là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng mua bên mình. Thứ hai đó là bên chuyển hàng, thì mình khuyên các bạn là tìm một cái công ty vận chuyển hàng từ bên nước ngoài về Việt Nam. Bởi vì thường là những cái công ty vận chuyển bên nước ngoài ấy, là họ chuyên chuyển hàng thôi, còn mua hàng thì lại là một cái bên mua. Thì như từ đầu mình nói ấy, cái công ty vận chuyển chuyển hàng này nó phải ví dụ như đây, cái thùng hàng của bên mình này các bạn, cái công ty này bên mình đang làm việc với họ, thì họ có thể nói là họ đóng hàng hóa này rất là ok và chuẩn chỉ, thì các bạn sẽ đỡ cái việc mà hàng hóa bị hỏng khi chuyển từ bên nước ngoài về Việt Nam. Và nó nếu là một cái bên thì để mà lựa chọn một cái công ty chuyển hàng thì có 4 tiêu chí mình muốn chia sẻ với các bạn. Đó là đầu tiên, đó là một cái công ty uy tín và hợp giá hợp lý. Không phải không, các bạn không nên lựa chọn là rẻ nhất hay là cái gì cả, bởi vì cái uy tín và hợp lý rất là quan trọng. Khi mà nếu mà các bạn lựa chọn rẻ nhưng hàng họ về lung tung, lúc được lúc không, hoặc là mất hàng, hay là thỉnh thoảng lại có một đợt bị ăn trộm, ăn cắp hàng, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì bên mình biết rất là nhiều những cái vụ như thế, bởi vì bên mình đã từng làm rất là nhiều với công ty, hay là một cái công ty không uy tín thì
có thể nói là hàng hóa các bạn rất là hên xui, lần này được, lần sau thì không được. Các bạn có thể search trên Google những cái công ty đó và các bạn sẽ xem những cái bài đánh giá về công ty đó, thật là công ty chuyển hàng từ bên Mỹ về Việt Nam thật là chi tiết. Hoặc các bạn nào mà muốn chuyên mà chuyển hàng tùy loại sản phẩm, bởi vì mình thấy là mỗi một loại sản phẩm có sẽ có những cái bên chuyên khác nhau, thì bên mình sẽ tư vấn cho các bạn. Ví dụ các bạn làm giày dép thì nên đi công ty nào, hay là các bạn làm mỹ phẩm hay là đồ điện tử các bạn nên làm một công ty nào. Cái này thì hơi dài nên mình sẽ nói trong một cái video khác kỹ hơn đó. Và cái công ty đó phải có bảo hiểm, những cái bảo hiểm hàng hóa để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Khi mà ví dụ nếu các bạn đi trên đường mà mất thì các bạn sẽ được hoàn toàn đền bù bảo hiểm. Bởi vì mình biết là có những cái công ty nhá, ví dụ cái giày này của các bạn là mình không nhớ bao tiền, đây mình xem qua, hình như là 100 đô ấy, đúng không? 100 đô, coi thôi coi như một, ví dụ cái giày này của bạn 100 đô nhá. Và nếu đây giày gì, đây là cái giày này, họ in luôn mã đằng sau này, đây mình sẽ lấy ra cho các bạn xem này. Mình xem có hóa đơn không nhỉ? Hóa đơn viết ở chỗ nào rồi? À chết rồi, hóa đơn bỏ đi rồi. À thì ví dụ một cái giày này, mình cứ coi như nó là 100 đô đi nhá. 100 đô thì khi mà họ mất ấy thì họ chỉ đền bạn theo cân thôi. Ví dụ cái giày này, à cái này là bao nhiêu cân đây, mình cân luôn cho các bạn xem. Ví dụ nó là 1 cân 2 1 cân 3 1 cân 3, thôi tính 1 cân rưỡi đi. Ví dụ cái giày này 1 cân rưỡi, thì khi mà họ mất, có những công ty họ bảo hiểm là họ chỉ đền cho bạn là giá theo cân, là ví dụ 260.000 một cân nhá, họ đền theo cân các bạn là 1 cân rưỡi, thì họ chỉ đền các bạn là theo cân thôi, là khoảng độ tầm 350.000 thôi, đúng không ạ? Nhưng có những cái công ty họ đền theo full sản phẩm này, thì các bạn có thể hỏi rõ những cái công ty đó là họ đền theo khi mà cái bảo hiểm đó họ sẽ đền theo như nào, thì các bạn có thể rõ hơn. Và có một đặc điểm nữa là các bạn nên hỏi rõ cái thời điểm hàng về của công ty đó. Nhưng mà đó là những cái thời điểm bình thường thôi. Còn cái đợt Covid này thì mình cũng không dám nói. Thường thì bên mình là làm về những cái kho mà để miễn thuế trong những cái bang của Mỹ ấy, thì rơi vào tầm bình thường là rơi vào tầm 3 tuần đổ lên, 1 tháng là về. Nhưng mà trong cái thời điểm Covid này thì có những cái tận 2 tháng, 3 tháng mới về. Thế nên mình cũng không dám nói rõ quá. Thì các bạn có thể lựa chọn những cái công ty nhỏ, bởi vì khi những cái công ty nhỏ ấy, họ sẽ về, ví dụ họ chỉ về là 1-2 container, khối lượng khoảng độ tầm đấy thôi, thì họ sẽ thông quan nhanh hơn. Còn những cái công ty to ấy, thì ví dụ họ mà quá nhiều đi, khoảng độ 20-30 khối lượng, 20-30 container, thì họ sẽ thông quan lâu hơn, thì cũng ảnh hưởng tới hàng hóa của các bạn đó. Thì thêm nữa là ví dụ những cái trong những cái đợt mà Covid này, thì ví dụ đầu Hà Nội các bạn sẽ dễ thông quan hơn là những cái Hồ Chí Minh, thì trong một cái video khác mình sẽ nói rõ về cái vấn đề này để các bạn có thể tự lựa chọn những cái công ty vận chuyển nào tốt nhất. Bởi vì thực ra bên mình là bên chuyên mua chứ không phải là bên chuyên vận chuyển. Mà các bạn nào mà quá không có những cái công ty vận chuyển mà các bạn không biết làm cách nào nữa, thì bên mình mới hỗ trợ một phần vận chuyển cho thôi đó. Và có một điều quan trọng là như mình chia sẻ đầu tiên trong video ấy, là một cái công ty đó phải là những cái công ty đóng gói cho các bạn rất là cẩn thận. Bởi vì cái chuyện mà từ bên nước ngoài về Việt Nam nó bị hỏng hóc hàng hóa rơi vỡ rất là nhiều đấy ạ. Ví dụ nếu các bạn là những cái giày thì các bạn cũng không quá lo lắng, bởi vì khi bên ngoài nó được bọc bởi những cái chiếc hộp như này, đúng không? Đó. Hay là ví dụ cái công ty của mình đóng rất là tốt, là khi đóng xong này họ làm bà cho giày bóng này thì đấy nó không lắc như này. Nhưng nếu là một cái sản phẩm là máy tính chẳng hạn, nếu một cái sản phẩm ví dụ như mỹ phẩm, máy tính, thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận. Ví dụ cái hộp bên ngoài này nhá, thì sẽ phải là một cái chiếc hộp rất là chắc chắn, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới những cái sản phẩm bên trong đó.
Video của mình chia sẻ thì ngắn gọn vậy thôi. Mình sẽ tóm tắt qua là đầu tiên các bạn sẽ lựa chọn một cái bên mà mua hộ là uy tín cũng như là nhanh gọn để các bạn có thể mua được cái sản phẩm các bạn đã yêu cầu là chắc chắn là mua được. Và thứ hai các bạn nên chọn một và mua hộ thì các bạn có thể lựa chọn ở USA 365 hoặc là hàng từ Mỹ cũng như Beauty 365. Thứ hai đó là các bạn lựa chọn một bên cái chuyển hàng thì bên này các bạn có thể tự tìm hoặc nhờ bên mình tư vấn cho một phần nào. Thì cái bên chuyển hàng này là các bạn sẽ nên lựa chọn một cái bên là uy tín, giá hợp lý và có đóng gói hàng cẩn thận cho các bạn để các bạn có thể yên tâm, và họ có hỗ trợ một phần nào đó thông quan tại Hà Nội cũng như là có thể thông quan ở Hồ Chí Minh thì để các